Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bác sĩ gia đình. Thưa quý vị, khi nói đến chứng đau cổ tay thì nhiều người trong chúng ta cảm thấy không xa lạ chút nào cả. Nhất là đối với các vận động viên thể thao chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng cổ tay như là tập tạ hay là bóng chuyền hay là tennis vân vân. Kể cả những người thường xuyên đi xe máy hay là những người sử dụng máy rung nhiều như là máy đầm, máy cắt thì cũng hay bị chứng bệnh này. Và đau cổ tay nó ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả lao động cũng như là việc tập luyện thể dục thể thao. Và đó cũng là chứng bệnh mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình Bác sĩ gia đình ngày hôm nay. Dạ. Ok, tay này không đau. Bóp chặt cỡ nào cũng không đau. Ui da. Ui. Ui da. Anh ơi. Dạ. Anh cho hỏi đây phải là phòng tư vấn bác sĩ gia đình không ạ? Đúng rồi. Anh đây là bảo vệ đây ạ. Anh nghĩ sao vậy? Nghĩ sao một cái người phong độ như tôi với trang phục lộng lẫy gì mà nói tôi bảo vệ vậy? Tại vô thấy anh đánh đấm. Đánh đấm là có vấn đề của tôi. Vậy hả? Mà sao anh không hỏi tôi là gì? Dạ anh là gì? Tôi là dân chơi mô tô chuyên nghiệp. Dân chơi mô tô chuyên nghiệp? Chạy mô tô phân khối lớn. Trời ơi, tôi ngưỡng mộ mấy người đó lắm á. Thấy không? Ừ. Nè nè, tướng ông cũng ăn ngon cơm á. Bữa nào đi, tôi cho mượn chiếc xe tôi vợt chạy vòng vòng chơi. Tôi không biết chạy mô tô. Dạ. Ông đừng nói tôi là tướng ông gì mà ông đi xe đạp điện nha. Không có, đi xe máy à. Thấy không? Dạ. Anh cũng tới đây tư vấn hả? Nhờ bác sĩ tư vấn hả? Đúng rồi. Tôi tới đây tôi nhờ bác sĩ tư vấn chứ không lẽ tới đây chơi. Ủa mà bác sĩ có trọng không anh? Bận rồi. Bận rồi hả? Ừ. Chết rồi giờ sao? Đang tư vấn cho một nhân vật rất nổi tiếng. Ai vậy? Là ai? Mách. Mách nào? Phạm Văn Mách. Phạm Văn Mách, vận động viên thể hình. Đó. Trời ơi. Vận động viên thể hình vô địch thế giới mà cũng tới nhờ bác sĩ tư vấn nè hả? Mà thì vận động viên vô địch thế giới nhưng mà cũng phải bệnh chứ, đúng không? Tôi biết rồi, chắc là cái ông Mách đó ông cũng giống như tôi đây. Ôi. Gì vậy? Nhìn gì vậy? Con chuột ông cũng bự dữ nha. Trời đừng hiểu lầm ông ơi. Con chuột của tôi sao bằng anh Mách? Chuột của anh Mách nó bằng cái bắp đùi tôi á. Vậy hả? Tôi nói là nó cổ tay tôi nè. Cổ tay ông sao? Nó bị đau quá à. Đâu, ông xòe ra, ông xòe đi. Nè. Ông xòe cánh bướm, rồi bóp vô, bóp mạnh vô, mạnh vô. Ây da. Trời ơi. Nè, coi tôi nè. Nè nghe. Xòe cánh bướm. Kêu đi. Bóp. Ông da. Rồi, y chang tôi luôn. Đó, tôi nói hôm nay nè, xách cây vợt ra sân đánh mà đánh đâu có nổi đâu. Cho nên phải chạy tới đây nhờ bác sĩ tư vấn coi làm sao nè. Thì cũng giống như tôi rồi. Sao? Tôi mới sắm chiếc mô tô. Rồi leo lên ngồi. Không biết rồi, tướng tôi nói chung là cũng có thước tất, thấy không? Cho nên mỗi lần ngồi là phải chồm lên vậy nè. Chồm dữ lắm rồi. Khổ lắm anh ơi. Mà chạy vào giờ cao điểm mà đông người nữa, xe cứ quẹo qua quẹo lại rồi không quen đó, rồi mới bị đau cổ tay nè. Đúng rồi, chạy trong thành phố mà chạy phân khối lớn là dễ bị đau cổ tay lắm. Bởi vì mấy là quá nơi. Mà anh bị đâu chưa? Tôi á, tôi bị cũng cả tuần rồi mà không sức thuốc đủ kiểu mà nó không hết, không biết sao nữa. Vậy hả? Anh có vậy không? Tôi bị hơn anh mấy ngày đó. Hay là sẵn bữa nay nè, tôi với anh vô trong động hỏi nghe. Tôi nghe nói bác sĩ ở đây tư vấn tốt lắm cho nên mới tới. Đúng. Thử rồi sao nè. Tạ nào không phải vận động viên thể hình Phạm Văn Mách xong rồi. Ông ra kìa. Thôi bây giờ mình vô. Ui da. Sao vậy? Trời ơi, sao cũng bệnh như nhau mà sao không thương yêu nhau gì chứ vậy? Quên, xin lỗi nha. Thôi hai đứa mình cùng chung một căn bệnh, đi vô chung đi ha. Mình nắm nhẹ thôi. Thôi ghê quá. Đừng nắm, mạnh anh đi. Rồi. Tháo kiến ra. Tôi gặp bác sĩ tôi sợ lắm. Tôi phải đeo mắt kiến để tôi tự tin. Trời ơi. Chứ tôi có cái bệnh tôi gặp bác sĩ là tôi xỉu à. Ông đi với tôi ông phải tự tin lên đúng không?
Vậy tao mới kia là thấy tôi không? Tôi có cái vợ tôi để ở ngoài rồi, đâu có đem vô đây đâu. Vô đây gặp bác sĩ mình phải đi tay không, đi lịch sự đàng hoàng. Vậy hả? Phải tao mới kiên ra. Ông mà để mất kiến bác sĩ tưởng ông đau mắt nè, ông khám mắt ông nữa đó. Ờ, mắt công đau tay mà bác sĩ cho uống thuốc trị mắt. Ừ đó. Đi, để kiến đi vô. Dạ, dạ. Chào bác sĩ. Chào bác anh. Dạ, mời hai anh ngồi ạ. Dạ, mời anh ngồi. Mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Rồi, bây giờ anh nào khám trước? Dạ. Anh này. Ông khám trước đi. Dạ, em. Anh bị sao vậy? Dạ em bị đau cái cổ tay nè bác sĩ. Anh bị bao lâu rồi? Bị hai tuần rồi. À không không, hai tuần ông này. Ừ. Còn em là bị hơn hai tuần, hai ba ngày. Anh dạ. Có té gì không? Dạ không. Không có té, mình có chơi thể thao gì không? Dạ cũng ít ít, nhưng mà chủ yếu là em lái xe. À, rồi mình đã đau như vậy, mình đã làm cái gì chưa? Có dạ. Uống thuốc hay là bó thuốc gì không? Nói chung là cũng không có dám làm gì hết á. Đi đến đây để gặp bác sĩ cho chắc ăn. Ừ, đúng rồi. Bây giờ mình xin khám ha. Để dạ, mình dạ. Xem anh bị cái gì. Rồi anh cởi cái áo ra. Dạ. Rồi bây giờ mình ấn đâu đâu thì anh nói dạ. Ha. Ở đây đau không? Dạ không. Không ha. Bên đây đau không? À, dạ, đau, đau. Rồi bây giờ vậy đau không? Đau, đau, đau. À, rồi anh làm vậy coi, vậy có đau không? Đau lắm, đau lắm. À, đau như vậy mà để tới 2 tuần hơn mới đi khám. Rồi, cái này là anh bị viêm dây chằng rồi. Viêm dây chằng hả bác sĩ? Ừ. Bình thường là chỉ nghe nói là dây chằng đầu gối thôi. Chứ lần đầu tiên em nghe dây chằng cổ tay. À, các khớp của mình thì bao quanh đó là các hệ thống dây chằng và bao khớp để giữ. Thì mình có thể bị tất cả các dây chằng, nếu mà mình bị chấn thương đều có thể bị viêm hoặc là bong gân. Trời ơi. Vậy bây giờ cái này, cái cách chữa nó làm sao bác sĩ? Thì như các bạn biết, cổ tay mình gồm có hệ thống xương khớp và bao quanh nó là các dây chằng bao khớp và các gân cơ để mà cái bàn tay nó hoạt động. Do đó khi mà mình đau cổ tay thì có thể mình bị các cái chứng sau đây. Thứ nhất là có thể là gặp trong cái viêm khớp cổ tay, hoặc là khi mình chấn thương thì có thể là gãy xương hoặc là chật khớp ở vùng cổ tay, hoặc là nếu mà chúng ta thực hiện một động tác lặp đi lặp lại thì có thể bị viêm gân hoặc là viêm dây chằng ở cổ tay. À, vậy nếu như em bị vậy cách chữa trị sao bác sĩ? Riêng trường hợp của Thuận là em bị cái phía đau phía bên cổ tay trụ, là thường gặp nhất là mình bị cái chứng viêm dây chằng phức hợp sụn sợi tam giác. Thì cái triệu chứng nó sẽ là mình đau khi mà sắp ngửa cái tay hoặc là vận động cái cổ tay, và đau ban đầu á nó chỉ khu trú ở cái vùng cổ tay thôi, sau đó có thể nó lan lên trên hoặc là xuống dưới bàn tay. Mà nếu nặng nữa mình thấy là cái tay mình nó mất lực và nó kêu lụp cụp, và lúc đó mình cũng không thể nào chơi thể thao hoặc là thực hiện những cái động tác vận động hàng ngày hoặc là lao động. Nếu mà trường hợp nặng á là có thể dẫn đến liệt không bác sĩ? À, cái này và nếu mà trường hợp nặng nó chỉ gây đau và làm cho cái yếu cái cổ tay mình, làm dạ. Cho hạn chế những cái vận động hàng ngày chứ không có yếu liệt. Dạ. Vậy thì mình phải có kiêng cử gì không? Để điều trị cái chứng viêm dây chằng phức hợp sụn sợi tam giác ở cái vùng cổ tay này thì mình đầu tiên khi mà mình đau là mình phải hạn chế vận động và tránh những cái động tác gây đau. Sau đó mình sẽ dùng cái thuốc kháng viêm để uống, để chống sưng phù nề và giảm viêm. Ngoài ra mình nhớ rằng là phải đeo những cái băng cổ tay để bất động cái cổ tay, làm cho giúp cho cái dây chằng nó trở lại cái tình trạng bình thường, không có viêm nhiễm. Và đồng thời mình sẽ sau khi hết đau mình sẽ tập phục hồi những cái bài tập ở vùng cổ tay, chẳng hạn như là gập duỗi, mình kéo giãn, và mình dùng tạ để tập cho mạnh các gân cơ vùng cổ tay và dây chằng ở đây, để mà sau này mình chơi thể thao mình làm nặng lại nó không có bị chấn thương hoặc là nó bị viêm trở lại. Hồi nãy bác sĩ nói là mình đeo băng, rồi mình để bất động, nghĩa là hạn chế nhúc nhích sao vậy? Chết rồi. Còn gì sao tôi bóp thắng? À, thì đừng có bóp nữa. Thôi bác sĩ ơi, bây giờ em mới nói bác sĩ biết là em là trong đoàn mô tô đó,
Rồi sắp tới là em có một cái chương trình đó, là nguyên một cái đoàn mô tô tụi em là phải chạy lên trên cao nguyên á, chạy mấy ngày liền luôn á, mà bây giờ cái tay em vậy là coi như là không cầm lái được rồi. Ừ thì cái này á, là nó liên quan tới mình lái mô tô rất là nhiều. Tại vì chiếc mô tô của anh chắc nó nặng lắm hả? Trời, nó nặng lắm bác sĩ ơi. Nhìn em thấy có nhúm vậy thôi nhưng mà chiếc xe nó bự lắm. Thì đó, nếu mà mình lái mô tô, nếu mà mình đang đau cổ tay mà mình lái xe thì rất là ảnh hưởng đến cái dây chằng này. Thì dù là mình uống thuốc rồi mình băng cổ tay, nhưng mà nếu mà mình thấy là khoảng một tuần nghỉ ngơi đi, nếu mà nó vẫn còn mà đau thì là không có nên. Bác sĩ, vậy thì cái bệnh này của em á, là thời gian điều trị là trong bao lâu bác sĩ? Đối với tình trạng của em á, thì anh nghĩ là mới mức độ nhẹ thôi, viêm nhẹ. Thì mình sẽ với những cái phương pháp là mình bất động cổ tay, tránh những cái động tác xấu làm đau cái dây chằng, và uống thuốc, thì cái thời gian phục hồi của nó cũng phải 3 đến 6 tuần. Bác sĩ, cho em hỏi là nếu như mà điều trị đúng phương pháp vậy thì cái bệnh này của em có thể là hết hẳn luôn bác sĩ? Dạ đúng không bác sĩ? Rất nhiều người mình mới bị viêm nhẹ, mình cũng uống thuốc, mình cũng băng đấy, nhưng mà mình lại tiếp tục những cái hoạt động thể thao và những cái vận động mà gây ảnh hưởng đến cái dây chằng gây đau, thì cái thời gian phục hồi của nó rất là lâu, kéo dài ra thêm. Ngoài ra nếu mà trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến rách dây chằng và cái điều trị nó sẽ phức tạp hơn, thời gian phục hồi kéo lâu hơn. Thì cái điều trị mà lúc mà nó bị nặng có thể là phải phẫu thuật, đặc biệt là ở phòng khám bác sĩ rất là nhiều bệnh nhân phải dùng phẫu thuật nội soi khớp cổ tay để mình đốt những cái mô viêm cho những trường hợp nặng, hoặc là mình phải may lại cái dây chằng trường hợp cái dây chằng nó bị rách. Và sau khi mổ xong, cái thời gian phục hồi vật lý trị liệu cũng rất là lâu. Nên chúng ta khi mà bị viêm cổ tay, đau cổ tay thì chúng ta nên đến bác sĩ khám và điều trị sớm một cách hợp lý. Nếu không chúng ta sẽ mất thời gian, mất công lao động, và chúng ta có thể có những cái di chứng sau này rất là xấu cho những cái hoạt động của chúng ta. Thằng này chắc tôi nghĩ tôi lái xe đạp điện quá. Đúng rồi, lái xe đạp điện lên cao nguyên đi, đừng lái mô tô nữa. Hồi nãy giờ nghe bác sĩ tư vấn cho ông này hết rồi. Bác sĩ cho em copy cái toa thuốc rồi giống cái ông này em uống cũng được hả bác sĩ? Hai em trung bệnh. Sao được? Hả? Tôi với ông giống là giống nhau. Thì nhưng ông cổ tay cũng tôi cũng cổ tay. Nhưng mà cái nguyên nhân để dẫn đến đau tay là khác nhau. Tôi là lái mô tô, còn ông là lái tennis. Ông chơi tennis. Ừ. Chắc phải để bác sĩ khám. Phải hỏi đại ngồi đi để tôi qua đó. Bác sĩ khám giùm em bác sĩ. Thành đau bao lâu rồi? Dạ đau cũng 2-3 tuần rồi bác sĩ. Bây giờ anh khám cái dây chằng bên đây có đau không? Nó hơi đau bác sĩ. Ừ, nhưng mà đặc biệt đây nè. Vậy đau không? Đau bác sĩ ơi. Em nắm ngón cái lại xem. Rồi bây giờ bẻ cụp xuống. Đau không? Đây là cái chứng viêm gân. Nó gọi là đờ cơ ve, chứ không phải là cái chứng viêm dây chằng của anh Thuận đâu. Ủa, cái tên tiếng Việt là tên gì bác sĩ? Đờ cơ ve là do tên của một bác sĩ người Thụy Sĩ. Tên của ông là đầy đủ là Fritz de Keve. Ông phát hiện ra cái bệnh này và ông đặt tên vào năm 1895. Và đờ cơ ve tiếng Việt nó thật sự là chứng viêm của cái gân duỗi ngắn và dạn dài ngón cái ở vùng cổ tay, nhưng mà phía bên ngoài phía ngón cái. Còn cái viêm dây chằng cổ tay trụ của anh Thuận là nó ở bên phía bên trụ, ở phía bên ngón út. Bác sĩ, cái bệnh này mình uống thuốc hay mình trị liệu là nó có hết hẳn luôn không bác sĩ? Đừng có tái nữa đâu bác sĩ. Dạ. Cái bệnh viêm gân gọi là đờ cơ ve rất là tuy vậy nhưng mà rất là khó chữa, và nó đau có thể lâu dài nếu mình không có những cái biện pháp điều trị đúng đắn. Nếu mà khi mà mình bị đau cái cổ tay mà nghi là hội chứng đờ cơ ve thì chúng ta phải tránh những cái động tác gây đau. Thứ hai là không được xoa bóp, sức đắp, dầu nóng, thuốc rượu và những cái gì mà nó không có tốt cho cái gân, làm cho viêm nhiều thêm. Rồi xong rồi chúng ta sẽ dùng thuốc kháng viêm. Trường hợp mà nó không hết thì bác sĩ có thể phải tiêm corticoid tại chỗ vào cái bao gân, thì lúc đó mới hết. Và nhiều trường hợp
nặng, nếu mà sau khi mình tiêm 1 đến 2 lần mà không hết, có khả năng phải dùng tới phẫu thuật để giải phóng cái gân và cắt lọc cái mô viêm vùng này. Rồi giờ tôi với ông về nhà treo 2 cái tay lên, đừng có đi đâu hết. Ừ. Cho chắc ăn nha. Chứ không thôi là điều này là nó mới là mổ đó chứ không phải không đâu nha. Mấy bạn yên tâm, thì các bạn cũng mới bị thôi và cái mức độ cũng nhẹ. Nếu mà các bạn tuân thủ theo những cái lời khuyên của bác sĩ và tuân thủ cái điều trị thì mình cũng sẽ nhanh chóng hết bệnh thôi. Em mà hết rồi ha, là em hứa với bác sĩ luôn, em xách chiếc xe mô tô phân khối lớn nhất em qua đây, em chở bác sĩ đi Vũng Tàu tắm biển chơi. Wow. Em chở bác sĩ đánh tennis. Em chỉ bác sĩ đánh luôn. Cảm ơn các bạn. Cũng cảm ơn bác sĩ. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cũng nhờ bác sĩ mà tụi em mới biết là tuy là tụi em hai cổ tay đau giống nhau nhưng mà bệnh khác nhau. Ông là được cô ve, còn tôi là viêm dây chằng. Đó, thì bởi vì mình biết cái bệnh để mình phòng chữa. Nhưng mà khi mà mình hết đau, bác sĩ chữa hết đau thì mình nhớ là phải tập luyện để phòng tránh mình bị lại. Thì cái quan trọng sau khi mình hết đau và mình sẽ phải tránh những cái động tác xấu, sửa lại những cái kỹ thuật sai trong lúc chơi thể thao. Và khi chơi mô tô mình nhớ là không có phải lúc nào mình cũng nắm chặt cái tay lái, nhất là cái tay trái mà mình không có cầm ga đó, mà mình nắm chặt hoài đó. Thì khi mà mình chỉ cần đảo tay lái thôi thì nó kéo căng cái dây chằng bên đây là dễ bị viêm cái dây chằng của tay trụ. Và ngoài ra thì mình nên mang những cái bao tay hoặc là những cái băng để mà bảo hộ cho vùng cổ tay. Ngoài ra cái quan trọng nhất là mình phải tập luyện cho mạnh cái gân cơ và cái dây chằng vùng cổ tay. Đồng thời khi mình chơi thể thao phải khởi động kỹ, mình băng những cái băng bảo hộ, điều chỉnh kỹ thuật cho đúng, chơi vừa sức, không có làm những cái việc mà không có đúng để mà làm cho tái phát đau cổ tay, chẳng hạn như là mình xoa bóp, chườm những cái dầu nóng, thuốc rượu, hoặc là khi mình đau mình cứ nghĩ là càng chơi thì nó càng mau hết đau, cho nó mau hết đau thì mình cứ chơi hoài thì dẫn tới cái tình trạng nó sẽ nặng hơn. Vậy giờ mình ngay mình khám gì mình uống luôn đi bác sĩ. Làm liền đi bác sĩ. Bây giờ mình sẽ mời hai anh qua phòng thủ thuật để mình hướng dẫn cho cách băng cố định hai cổ tay. Và sau đó sẽ có cho toa thuốc cho hai anh. Dạ dạ dạ, cảm ơn bác sĩ. Đi. Trời da, tôi nắm ông tôi cũng đau chết luôn. Một dây đứng nắm. Bác sĩ dẫn đường. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta cũng thấy, đau cổ tay ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả năng suất lao động, ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của các vận động viên cũng như là những người chơi thể thao. Và cùng là chứng bệnh đau cổ tay, thế nhưng mỗi người lại có một cái biểu hiện khác nhau. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải thăm khám bác sĩ khi chúng ta thấy có bất kỳ một cái dấu hiệu lạ nào trong cái việc đau cổ tay của mình. Và nhớ một điều rằng đừng lấy toa thuốc của người khác áp dụng vào bản thân mình, bởi vì chưa chắc đó là bệnh của chúng ta, đúng không nào? Thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay.